đây nha. Một chiếc tàu đã đụng vô cái hòn đảo ngay chính giữa đó. Bây giờ không có lấy được nên phải dùng thuyền bơi ra. Mẹ mấy hút mũi á. Cái Dyson nó như mà cái compress mạnh hơn. Sao gì? Em nói về chiếc thuyền này giùm anh này. Thuyền này là thuyền hơi. Ừ. Tại sao em phải cần cái thuyền này? Tại vì mình phải đi ra ngoài đó. Những người pro là phải cần như thế này. Bởi vì không pro thì có những cái chuyện như thế này. Oh my god. Có cần phao cứu hộ nữa không? À đây phao nữa. Đây còn phao nữa. Phao nữa phao. Phải có cái này, bắt buộc. Luật. Quy định. Ủa mà em đang làm gì gì? Bây giờ là em đi chính xác là đi bơi thuyền. Không phải là thảo cầm viên mà là đi bơi thuyền ấy. Nó đụng vô đâu không đụng, nó đụng ngay chân chỗ cái island đó, ngay chính giữa đó, nó đâu có cái cầu mà đi ra đâu. Nên là bởi vì nó phải bơi thuyền ra để cứu trợ. Đem cái thuyền kia vô. Không, nhìn đẹp trai bọn em mang nó vô nhìn nó đẹp á em. Ê phải mặc hai mảnh nữa, cái quần quần cục đâu? Có cần phải có kiểu dạng súng pháo sáng không? Bơi đến thời điểm nào còn phải có súng bắn pháo sáng pháo. Có còi rồi còn súng. Anh tặng cho em cái thuyền trưởng. Đó. Cầm điện thoại hay là có cần cái remote này thì thôi. Thanks mate. Hả? Take care. Okay, see you later. Điện thoại kia có bỏ lại không hay là? Dạ không cần. Oh shit. Nó hơi chậm lắm luôn. Oh my god man. Ê, như vậy thì sao em không gắn cái mũi tưa vô á? Gắn cái thiệt của em vô hả? Ừ. Thôi mẹ nó đó, nhiều thiệt quá. Oh my god. Oh my god. Ủa mà nó bơi chắc tới mơi mới ra ngoài tới đó. Này mà bơi ra mãi hơi bị đuối rồi nha. Ha. Quá kinh nè. Ủa gì vậy? Trời đây, mày kêu nó mày kêu nó bơi vô cái bờ đó, xong rồi nó leo lên cái bờ đó, nó đi qua bên kia nó lấy được chiếc tàu, cho nó bơi qua bên kia nó bơi không có nổi đâu. Kêu nó bơi lên cái bờ đó đi, rồi leo lên cái bờ đó đi. Bây giờ cái bờ lội đi bộ quá.
lao lên đảo đấy luôn hả? Vâng. What happened is we crashed the boat in the middle, so our rescue boat can't rescue it, so he have to row out to it. Row out to it. I know that. Can we still wash it? Yeah, we can wash it if they can rescue us. But I bought a new one today. It's get up to 150 km per hour. What happened to the yellow one? But it's very expensive. What happened to the green one? It's around 1300. It's out there. Get the remote and turn on the speed. No, very expensive hobby. So the battery by themselves is we have to use the 6S. So it's $96 a battery. Yeah. But the other one we had to use two because two engine. Oh yeah. Yeah, so it's going real fast. Yeah, going really fast. Well, but you can't corner as good as this one. This one corner better. Maybe you won't have to wait till another corner. It looks like it's getting cold. Yeah, the water's cold. Yeah, here we go. You got it? Let's go! Huh? Just turn on the engine, me. Oh, no. Don't do it. If you do it, you're gonna put the hole into the boat and he's gonna sink. And then he's gonna go goodbye the end. See, I put on my YouTube as well. Wait, do you have a YouTube channel? Just a couple. Oh, come on, boys. Alright. Next time we can have a few people, so we get the dome. No, we're so sit in the middle of the lake and then we race. Yeah. Hey Dad. Yes. So since we came down here, should we go that way? We'll do it in reverse. Okay. We'll come back to the speedboat once they get it all set up again. Okay. We'll go around and we'll come back. I really want them to stay here till they come back. They should Finn, probably won't. By the time the gentleman gets out the side and sets up, okay, we're gonna have to dump the hole and come back. Okay. Okay. Come on guys, quickly! Come on, Tom. We're waiting. Let's go! Oh my god. What a disaster. Let's go. We're hoping it'll come back and take off. Yeah, it's getting good, mate. Oh my god.
Bể không? Bể không? Bể hả? Bể hả? Bể nặng không? Nát đít luôn. Oh my god. Banh này. Man, go top speed mate, that's why. Ây da. Nó bị bung ra nè. Nếu mà nó có cái plastic á thì nó gãy thôi, nó không gãy cái này, nó không bung này ra. Tại này không có cái plastic á. Nó xé luôn cái này. Cái này thì em làm lại được. Cái này thì em dán lại được. Dán lại được mà. Nghe luôn. Nó nằm lên trên bờ luôn. Ôi nó quất top speed mà nó quất một cái. Em biết sao không? Nếu như mà nó quất ở chân chỗ mà cái đống cây này á thì nó còn safe chiếc tàu, hiểu không? Còn cái này á, nó quất vô mà cái land mà. Nó văng lên bờ luôn. Nó quất top speed vô 100 mấy mà sao chịu nổi. Xong luôn rồi. Kể như là sau hôm nay là cái như là xong rồi đó. Still fixable. Không sao hết. Bể chưa này. Nó bể, nó tại nó đập mạnh quá mà. Đập đây nè. Móp này vô luôn, bể này luôn. Phải chi mà nó đụng vô mấy cái cây này nè, em hiểu không? Thì nó còn chống lại được, còn này nó đụng vô cái đó. Con là Smee. Rồi, tàu này coi như là xong rồi. Alright. Safe. Chắc after hôm nay là coi bộ là mình phải cần thời gian để sửa chiếc tàu này lại nha bà con. Đây là anh chàng mà đã đua chiếc tàu này. Đây là anh thợ mechanic và mới lội xuống cứu chiếc tàu. Và đồng thời mình đã làm hư cái chiếc rescue boat luôn. Ồ lắm rút. Nó gãy. Chú có dây ra hả? Nó gãy bành chành luôn. Mày phải rút dây ra. Nó bị gì? Tại vì nó điện nóng ở đây á. Nó làm hư á. Nó cháy lên á, cái fire. Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay là một ngày. Okay, xin chào mọi người, bye bye.